Sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy, tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức phiên họp để đánh giá tiến độ triển khai công việc. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Tại phiên họp, thành viên các tổ thuộc tiểu ban đã báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công, những việc đã làm được và những phần việc cần hoàn thiện trong thời gian tới. Trên cơ sở từng đầu việc cụ thể đã giao, các thành viên trong tiểu ban đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chung nhằm chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu từng thành viên tiểu ban tiếp tục triển khai nhanh hơn nữa các công việc theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện phải có thời gian, mốc hoàn thành và có kiểm tra giám sát thường xuyên, sớm thống nhất các phần việc cụ thể để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ tỉnh ủy để chủ động triển khai sớm, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Có như vậy mới góp phần vào tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu tiểu ban tăng cường các hình thức tuyên truyền, trang trí khánh tiết và trang hoàng đường phố cũng như khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Để dịp diễn ra đại hội thực sự là ngày hội lớn của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, để nhân dân thấy được những thành tựu, kết quả nổi bật mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, từ công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cho đến phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, chăm lo gia đình chính sách. Mặt khác, đây cũng là dịp để phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh.